Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới và những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày hôm nay, nước lũ đổ về như thác, hàng ngàn nhà dân bị nhấn chìm. Thưa quý vị và các bạn, những trận mưa lớn được coi là ngàn năm có một ở miền Nam Trung Quốc những ngày qua đã gây ra lũ lụt dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chính quyền Bắc Kinh hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam. Sau đây hãy cùng chúng tôi thông tin cập nhật mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lũ lụt ở Trung Quốc tồi tệ thế nào? Trung Quốc thường phải đối phó với lũ lụt trong mùa hè hàng năm. Những sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hành vi con người góp phần khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn trong năm nay. Mưa lũ kéo dài bất thường, lượng mưa cao kỷ lục ở nhiều khu vực. Trung tâm Khí hậu Quốc gia dự báo rằng lũ lụt Trung Quốc sẽ tương đối tồi tệ hơn và khắc nghiệt hơn so với trước đây. Mực nước tại một số địa điểm ở tỉnh Quảng Đông đã vượt kỷ lục lịch sử trong tuần này. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong khi các khu vực của tỉnh Phúc Kiến lân cận và khu vực Quảng Tây cũng báo cáo lượng mưa kỷ lục, hơn nửa triệu người đã phải di tản trong tháng này vì mối đe dọa từ lũ lụt. Các nhà chức trách trong tỉnh ước tính là thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra là hơn 250.000 đô la Mỹ. Nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam nước này đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa, mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo là mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây. Mùa hè là thời điểm thường xuyên xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong các năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện thủy lợi. Truyền thông Trung Quốc cho biết lượng mưa ở một số khu vực miền Nam của nước này ở mức cao nhất trong vòng 60 năm, gây lũ lụt, lở đất nhiều nơi và đang bước vào giai đoạn đỉnh nước thuyền rồng. Cái tên này xuất phát từ việc ở miền Nam Trung Quốc những tuần trước và sau lễ hội thuyền rồng vào đầu tháng này theo truyền thống. Được đánh dấu bởi thời tiết mưa và bất ổn do không khí ấm và ẩm ở phía Nam va chạm với các khối không khí mát hơn từ phía Bắc tạo ra những trận mưa rất lớn. Nhà phân tích Wang Weilu thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết không khí lạnh và ấm đã hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Hai bên đã đi vào bế tắc và giằng co tạo ra những trận mưa cực lớn. Điều này khiến người ta lo ngại khi nhớ tới trận mưa lũ khủng khiếp hồi tháng 7 năm 2021. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 m khối trên giây, mức độ được cao nhất từ trước đến nay. Channel News đưa tin, hơn 400 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người bị mắc kẹt và 30.000 người đang được sơ tán. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, kể từ khi mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt, bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Biện pháp đối phó với lũ lụt và nắng nóng. Giới chức Trung Quốc ước tính thời tiết khắc nghiệt sẽ làm mất 1-3% GDP của nước này mỗi năm. Trận lũ lụt ở Trung Quốc năm ngoái gây ra thiệt hại 25 tỷ đô la Mỹ, thiệt hại nặng thứ hai trên thế giới sau lũ lụt gây ra ở châu Âu. Một nghiên cứu sau công bố vào tháng 4 của công ty tái bảo hiểm Swiss Re cho thấy, Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết là mưa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đã có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo lũ lụt và sóng nhiệt sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất ngũ cốc, rau và thịt lợn, đồng thời đẩy lạm phát lên cao. Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các đập khổng lồ và các thành phố bọt biển với mặt đường thấm để hạn chế sự tàn phá trong mùa lũ hàng năm. Scott Moss, nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, chuyên về chính sách môi trường của Trung Quốc cho biết những trận lũ lụt gây ra thiệt hại gần đây nhất đã xảy ra ở những khu vực ít rủi ro hơn trong lịch sử. Đây là một dấu hiệu biến đổi khí hậu cổ điển. Thời tiết khắc nghiệt gia tăng ở các vùng khác nhau và vào các thời điểm khác nhau trong năm so với mức trung bình trong lịch sử.
một lộ trình mới về thích ứng với biến đổi khí hậu được chính phủ Trung Quốc công bố vào tuần trước, cho biết là trọng tâm bây giờ nên chuyển sang dự đoán thời tiết khắc nghiệt chính xác hơn bằng cách sử dụng các cảm biến về vệ tinh. Tính hữu ích của dự báo thời tiết sẽ hết khoảng 10 ngày, sau đó là độ chính xác của chúng nhanh chóng giảm xuống. Tuy nhiên, theo dõi và dự báo khí hậu là việc hoàn toàn khác, giúp dự đoán lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng trước ít nhất là một tháng. Bài học từ trận mưa lớn nghìn năm có một ở Trung Quốc, ông Mali, cựu phó giám đốc Cục Khí tượng Tứ Xuyên đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng sự thay đổi thời tiết là tức thời, nhưng sai số của các dự báo ngắn hạn quá mạnh. Thời gian càng ngắn hạn thì phạm vi và cường độ càng ngẫu nhiên. Lượng mưa mà Trịnh Châu phải đối mặt lần này là rất hiếm và rất khó để dự đoán chính xác do thiếu kinh nghiệm trong quá khứ. Việc dự đoán chính xác điểm cố định, thời gian cụ thể và định lượng vẫn là một thách thức với ngành khí tượng, đặc biệt là mưa cực đoan. Với trận mưa trên 600mm trong 24 giờ ở tỉnh Hà Nam, công nghệ trên thế giới chưa có khả năng dự báo được lượng mưa vài trăm mm trong thời gian ngắn như hiện nay. Các công nghệ hiện đại đang được sử dụng trong dự báo thời tiết, chẳng hạn như radar và hình ảnh đám mây vệ tinh, giải quyết vấn đề dự đoán liệu thời tiết khắc nghiệt có xảy ra hay không. Nhưng cho dù là lượng mưa là 50mm hay là 200mm thì hầu như là không có sự khác biệt giữa hình ảnh mây vệ tinh và radar. Bên cạnh đó, việc dự báo những cơn bão hoạt động đồng thời với những tổ hợp thời tiết tương tác lẫn nhau rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục để phát hiện những sự thay đổi nhỏ của hoàn lưu khí quyển. Tuy nhiên, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn ở khu vực châu Á còn hạn chế, do đó kỹ thuật cao này vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo mưa bão chính xác. Nếu điều kiện thực tế là bất khả kháng, hệ thống cảnh báo sớm có thể coi là một yếu tố nhân tạo có thể kiểm soát được. Đã có cảnh báo sớm nhưng không ai nghĩ mưa lại lớn như vậy, không ai nghỉ làm vì cảnh báo mưa bão, một công dân Trịnh Châu chia sẻ với Sina. Thực tế là đa số những người bình thường không hiểu rõ về hậu quả của lượng mưa 50mm, 100mm hoặc là thậm chí là 200mm. Từ tình hình thực tế, con số 100mm cũng đánh giá thấp sức mạnh của trận mưa bão. Trước cảnh báo của Cục Khí tượng, nhiều người vẫn xuống đường và các phương tiện giao thông công cộng như là tàu điện ngầm vẫn hoạt động. Hơn nữa, một số kênh cảnh báo sớm không đóng vai trò tốt ở những thời điểm quan trọng. Với mức độ ưu tiên nhắc tin nhắn của các ứng dụng không đủ cao, tỷ lệ tiếp cận hiệu quả của tin nhắn văn bản, TV và radio không hiệu quả, theo báo cáo của Southern Weekend. Một cán bộ của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Trịnh Châu đã chỉ ra rằng cảnh báo sớm không phải là luật mà chủ yếu là lời khuyên. Người lao động có thể đi làm hay là không phụ thuộc vào đơn vị sử dụng lao động. Mặc dù cảnh báo sớm không thể ngăn chặn sự xuất hiện của thiên tai, nhưng nếu có thể thực hiện phản ứng trước vài phút, thậm chí là vài giờ thì những thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ giảm đáng kể. Lấy Nhật Bản là ví dụ, là một quốc gia dễ xảy ra động đất, trong vòng 10 giây sau khi động đất bắt đầu, một hệ thống cảnh báo tức thời quốc gia ngay lập tức hoạt động. Hệ thống đó báo động được kết nối với hệ thống điều hành, do đó chỉ cần điện thoại di động có tín hiệu khi báo động được phát ra, điện thoại sẽ nhận được cảnh báo ưu tiên cao nhất với nhạc chuông đặc biệt. Và nội dung phát sóng của TV và radio cũng sẽ được đưa tin ngay lập tức. Dựa trên kinh nghiệm của người dân trong việc đối phó với động đất, ngay thời điểm đầu tiên nhận được cảnh báo, các bộ phận khác nhau đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp tương ứng giảm tốc độ đoàn tàu đang chạy để dừng lại. Các công ty khí đốt và điện lực kịp thời đóng cửa các cơ sở nguy hiểm và sơ tán nhân viên đến khu vực an toàn càng sớm càng tốt. Bài học lần này mang lại mọi cảnh báo về thảm họa thiên tai phải được quan tâm đúng mức. Kính thưa quý vị, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra ở phía bắc thành phố du lịch nổi tiếng Hoa Liên, cách khoảng 21 km. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 6-7 người mất tích vì các cơn dư chấn tiếp tục tấn công khu vực này. Trung tâm cứu hộ khẩn cấp Đài Loan cho biết 4 tòa nhà đã đổ sập trong trận động đất và nhiều đường xá cầu cống bị hư hại nặng. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, 265 người khác bị thương cùng 67 người mất tích. Vài giờ sau khi Đài Bắc từ chối đề nghị giúp đỡ của Bắc Kinh, với lý do không cần nhân lực, khu vực Hoa Liên lại phải trải qua trận động đất khác mạnh tới 5,7 độ Richter. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan đã nói với tờ SCMP rằng Đài Bắc đánh giá cao việc cung cấp trợ giúp của Bắc Kinh vào thời điểm căng thẳng hiện tại, nhưng hiện tại họ vẫn có đủ nhân lực và vật lực. Ông Chu Chu Chang, Phó Chủ tịch Hội đồng nói rằng, tại thời điểm này, chúng tôi có đủ nhân lực và cơ sở để hỗ trợ hoạt động giải cứu các nạn nhân. Chúng tôi đánh giá cao lời đề nghị của họ, nhưng cho đến nay, chúng tôi không cần sự giúp đỡ của họ.
khi được hỏi rằng liệu đây có phải là cơ hội để thay đổi căng thẳng với Bắc Kinh hay không. Ông Chu nói, về cơ bản thì động đất là một thảm họa tự nhiên và hoạt động cứu nạn liên quan đến các nỗ lực nhân đạo. Hội đồng sau đó cũng đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Đài Loan không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài với các nỗ lực cứu hộ. Wang Kongyi, giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học Văn hóa Trung Quốc ở Đài Bắc, nói rằng việc Đài Loan từ chối lời đề nghị giúp đỡ đã được dự liệu từ trước. Hòn đảo này vẫn còn đủ khả năng đối mặt với thảm họa tương đối nhỏ so với trận động đất làm hơn 2.000 người thiệt mạng vào tháng 9 năm 1999, ông Wang cho biết. Theo cơ quan ngoại giao Đài Loan, có 33 người nước ngoài bị ảnh hưởng từ động đất, gồm 14 công dân Hàn Quốc, 9 người Nhật Bản, 2 người Cộng hòa Séc, 2 người Singapore, 1 người Philippines, 1 người Thái Lan, 1 người Ấn Độ và 3 người nước ngoài khác chưa được xác định quốc tịch. Phần lớn trong số đó đã xuất viện. Tối hôm qua, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đến bệnh viện để thăm một số nạn nhân bị thương nghiêm trọng trong trận động đất. Trong đó có một du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Người này là con trai, đều bị thương trong trận động đất. Tuy nhiên, vì tổn thương quá nghiêm trọng, người mẹ được xác định đã qua đời sau đó. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.